Dạ con xin mến chào tất cả cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng tiếp tục ghé lại Mỹ Thành Trung vườn của anh chọn quý cô chú ơi. Hôm nay thì anh cũng giới thiệu đến cô chú khá là nhiều cây đẹp của chú, đặc biệt có những cây khế đẹp ha. Thì con mời quý chú cùng gặp lại anh để anh giới thiệu cho mình ha. Đây là một cây lê kim ma đẹp nè chú. Quý cô chú nào có nhu cầu cần lê kim ma thì anh cũng có luôn. Lê kim ma nhiều gốc của anh cũng rất là đẹp luôn. Cây này cũng được nuôi khá kỹ càng ha. Đó. Rồi, đây cây khế của mình đây quý chú ơi. Khế đây. Một cây khế nuôi tay cành rất là đẹp luôn. Rồi, chào anh Chọn ơi. Đây, ảnh ra anh giới thiệu rồi, cho mình nha. Rồi, chào cô chú anh chị mình đang xem kênh Bon Sao tỉnh miền Tây. Thì hôm nay cũng tiếp tục quay một clip mới nữa, gồm những cây hôm nay là cây nói chung cũng hơi lớn tiểu một xíu như cây khế này. Dòng số cây mini. Dạ. Thì để không là mất thời gian thì vào cây số 1 là một cây khế chua. Một cây khế chua, cũng tương đối thành phẩm. Bảo đảm một khế chua. Đây, đang có trái rồi. Dạ rồi. Cây này thì được nuôi tay cành lớn rồi. Cành bằng bắp tay mình hết trơn rồi nè. Trên đây thì có một hai mặt hẹo nhưng nó đã sành rồi, bảo đảm đây mình không mục bọng. Đây nè cô chú, cây nuôi tay cành kỹ nha, ngọn. Cây này có chiều cao. Chiều cao là 1m4. Dạ. Từ mặt cao lên 1m4. Chuyển 1m4 lên ha. 1m4. Nó thoát thân từ gốc lên cành 1 nó là 55. Dạ. Hoành thân nó là 58, nó đòi tốt ở trên này ha. Xuống cổ rễ một xíu. Chú rễ cũ nó là nó 1m à. Chú này tôi rễ là 1m. Được. Đo được kính đế đi. Đường kính đế nó dài như vậy. Nó là 75. Rễ thì có 1-2 cái điểm sành khi lúc cắt khô bị cháy nắng hay nè. Nhưng mà nó đã kéo dữ rồi. Nó kéo hai bên là vậy đó ha. Cái này vô tình nó làm tăng thêm độ già nuôi của cây thôi chứ không ảnh hưởng gì ha. Dạ rồi. Như đây, nó kéo vô. Chừng nào nó bể ra luôn á ha, nó bể hơn nữa thì mình mới sợ thôi, chứ còn này nó đang kéo mút vô. Cây mười bị cháy nắng mà thành phẩm rồi nên mình chưa yên tâm. Nó đo cái cành số 1, hoành cành số 1 nó tới 29 rồi nè. Dạ. Cành 2 thì nó cỡ 20 trở lên nè. Đây, cốt cành này của chú. Ngọn thì giót. Ngọn giót. Khế chua. Cây này mới dưới bộ mới vô chậu nên lá hơi vàng vàng, không ảnh hưởng gì hết nè, nên mình chưa yên tâm. Đây cái dách bên trong này của chú. Nó đang nằm chậu chân quỳ, lọt lòng là 90. Chiều dài của cái chậu này lọt lòng là nó 1m32. Mặt sau thì cũng có đế hết á. Hôm nay vì quay hơi tối nên có chỗ nào không gõ thì anh em mình kết bạn Zalo, em sẽ cung cấp thêm hình ảnh cụ thể hơn ha. Rồi cây khế mã số 1. Năm bao ship không chậu 200 km có giá là 15.500.000. Dạ, khế chua anh ha. Khế chua 100% luôn. Khế chua. Cây chỉ 1m4 cao thôi ha chú, lùng lực ha chú, rất là đẹp luôn. Nuôi cốt cành lớn. Năm bao ship 200 km, cái cây không chậu là 15.500.000. Nếu có chậu thì anh em mình thương lượng thêm nữa ha. Dạ đây. Đó, không gõ thì mình kết bạn Zalo thêm, anh gửi hình thêm cho mình nha quý cô chú. 15.500.000 không chậu anh ha. Không chậu bao ship 200. Có chậu chân quỳ này thì thương lượng, chậu này cũng hợp với cây của chú. Mà chậu này cũng khá tiền ha, cũng mấy triệu một cái bộ này nè. Thì mình cứ liên hệ để rõ hơn với anh Chọn của chú ơi. Cái số 2 là một cây lê kim ma. Dạ rồi. Lê kim ma luôn hả anh Chọn, cây này luôn hả? Cây này. Rồi cây này luôn quý cô chú ơi. Này cây ăn trái mà cũng cái này thì nay nó thì đang có hoa rất nhiều nè. Ồ. Đây em thấy anh Chọn ơi. Hoa nhiều lắm. Cái bông nó trong này nè chú. Đó. Cây này thì cũng được người ta nuôi cũng 5 năm rồi. Quá trời. Rồi em lên chậu. Lên chậu nay cũng được cả năm rồi. Đây nè, bông nè chú. Bông nói chung là nhiều lắm. Cái lê kim ma này có chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn đo lưng lửng tới điểm chưa hết đó, là nó khoảng 1m5 nè, hết thước dây nè, là chưa rồi. Tới cái ngọn cao nhất của nó đó, chiều cao 1m5, hoành thân nó là 83, cao 1m5 hoành thân 83, nhưng mà tổng hoành đế vậy, nó là 1m28, dạ rồi, chỗ này có rễ treo cắt rồi nhưng mà nó sành nè, không mục ha, có đám này không mục, còn những chỗ này thì nó đang kéo được rất mạnh nè. Múng vô mạnh ghê anh ha. Đây nó múng vô múng bít luôn nè.
cây thì cốt cành lớn hết trơn à. Cốt cành này nó cốt cành hoành nó được là 16 rồi. Cốt bên kia thì cũng cỡ 16 17 rồi. Dạ rồi. Rồi, cây mã số 2. Em cho đủ giá là 13 triệu. Em cũng bao ship 200 km cũng bao nguyên cái chậu này luôn. 13 triệu anh ha. 3 triệu bao ship. Nói chung là nhánh nào cũng có bông hết trơn, quý chú cứ yên tâm ha. Cả chậu 200 km. Bông trái. Mã số 2. 13 dạ triệu, bao ship cả chậu 200 km. Rồi tiếp theo, mời anh em mình rồi mình vô nhà xem quý chú một số cây mini và phôi cũng có. Còn cái nào đây anh? Cái này luôn đi. Đây là si búp hồng. Si. Một cái phôi si búp hồng. Nó siêu hồng thì những cây rễ nó cuốn cuốn thành thân thì em thấy rất nhiều, nhưng mà một cây thân đặc như vậy cũng lâu lâu mới gặp được một cây ha. Cây này được cái thân đặc đế đều đó, đế đều gan luôn, nhưng có khuyết điểm một cái là mặt hẹo nó, ông chủ trước ông không biết phá thế, ông phá cắt hơi nhiều, cắt hơi nhiều mặt, cắt hơi nhiều đó. Vậy anh em mình chịu khó mình tán đầu đinh là ngang luôn, nuôi được cái ngọn khác là cây nó lên giá trị cao hơn, tán đầu đinh luôn. Dạ, si búp hồng anh ha. Rồi cây nó có chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn của nó là 60 nè. Dạ. Cao 60, hoành thân nó là 79. Dạ, hoành thân nó 79. Còn ngọn này em đo hào hào cho mày coi luôn, ngọn này có thể mình không xài luôn, cắt lùng lực luôn, ngọn này nó là 28. Rồi. Đường kính bầu nó, đường kính bầu nó là 75. Một cây si búp hồng đế đều luôn đó. Cây này thì anh em coi nó ra rễ nè, đây đầu rễ nó ra ha, đầu bướng nay cũng 10 ngày rồi. Dạ. Còn cây si búp hồng mã số 3 này có giá là 2.800.000, em bao ship toàn quốc luôn. 2.800.000 anh ha. Rồi trên đây, đây có nhiều thẹo anh em, đây có thẹo nè, đây có thẹo nè, đó, những cái thẹo này nó cỡ cái chén ăn cơm mình đó. Rồi. Có trên đầu này nó có 4 cái thẹo. Giờ anh em mình phá thế lại ha. 2.800.000 bao ship toàn quốc mã số 3. Rồi số 4 luôn. Số 4 cái cụm rừng. 4 là cụm rừng mai chú thủy. Đá lớn, da đen đá lớn. Dạ. Cụm rừng này thì em thấy là nó liền hết nè, chỉ có một cây này là nó gợi nè, tức là hai mảng, thấy hai mảng đó, cái phần này là liền, cái phần sau ba cây này là liền. Chiều cao to tới cái phôi đó ha, tới cái phôi chính thôi nó là 46. Dạ rồi. Một thân đại diện đó, một thân đại diện nó là 17 đó, nó từ ngón chân cái mình lên tới thân lớn nhất là 17 15 14. Chiều dài của cụm gần này là nó 57. Rồi nó tổng hoành vậy luôn, tổng hoành hết mấy cụm này nó là 1m34. Nó đang nằm chậu quan dài là 69 nè. Rồi để đó đi anh, để em đi vòng ha. Cũng nhiều thân anh ha, chắc tầm cũng mười mấy thân đó quý chú. Mười mấy thân, cứ ngắt luôn. 7, 9, 13 thân. Ảnh lượt hết trơn rồi, về mình chỉ cần vô dây mình bẻ ra nè. Đây em thấy ba cái cây này nè, là dính liền nè. Dạ. Còn thân đây là liền. Rồi. Là tức là hai cụm nó gáp lại mà mình không thể tách ra được. Nó rễ nó bệnh, cứ ngắt hết trơn nè. Rồi cụm gừng này có giá là 900.000, bao ship toàn quốc không chậu. 900 anh ha. 900, bao ship toàn quốc không chậu. Rồi đổi giúp em mai luôn. Mai chú thủy da đen đá lớn. Đây. Rồi tiếp theo, chơi rừng luôn tiếp tục. Là mã số 5. Đây rừng này là rừng thành phẩm. Mã số 5. Hoàn thiện heo chú. Rừng to lắm. Cụm gừng lá chung. Cụm này cũng vậy. Tất cả ở đây là liền hết. Anh em coi bệ rễ nó bệnh dính liền hết trơn nè. Chỉ có một cây bên đây là rồi thôi. Chỉ có một cây mái đầu này là rồi nè đó, còn như là liền hết. Dạ rồi.
Nhiều đây là bệnh dính với nhau hết nè của chú đây. Cái này giờ anh em kiếm cái chậu dĩa mỏng mỏng vô là cây này thành phẩm rồi. Trồng chéo. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh nó là 80. Đó. Rồi cái tán dài nhất của nó nè, từ bên đây qua tới bên đây nè. Nó là 1m3 nè. Dạ rồi, 1m3. Rồi rộng của nó là 70. Rồi. Một phần thân đại diện nó. Còn gừng nó có thân chủ luôn ha nè. Gừng có thân chủ là đúng là gừng ha. Thân đại diện thân chủ nó là 22 hoành nè. Cái thân nhỏ nhất thì có ngón chân cái mình đó. Dạ. Từ ngón chân cái đến thân lớn nhất là 22. Rồi, đo cái bầu cho anh em mình hình dung cái chậu nữa ha. Dài của cái bầu này nó là 1m đúng nè. Bầu là 1m đúng. Cây gà dày hết rồi của chú ha. Ngang cái bầu. Ngang bầu nó là 50. Khá là to của chú. Bầu 50 1m. Nó cành thì nó cỡ đầu nhỏ huyết lông rồi nó trơn nè. Chung cây này cũng cần thành phẩm rồi. Cái này là 50m, còn phần trên này thì to hơn nha chú. Trên này cái tàn nó bung ra. Trên này là 1m3. Dạ. Đây, con cũng đi qua đây cho mình xem ha. Thì tay cành đã sửa rồi, đã ra dây hết trơn ha. Cụm gừng này thì em giao lưu giá là 4 triệu. 4 triệu bao ship toàn quốc luôn. Cây này ship cũng có triệu tiền ship rồi nè. Đi em phải đóng nguyên cái kiểm sắt. Nguyên bao kiểm sắt hết luôn anh ha. Đóng bảo vệ hết mấy cái cành này. Mấy cành này thành phẩm mà gãy cái là nó chống một lỗ liền. Dạ. Chỗ này có điểm lửa này ha nè. Trên đây. Đó, lửa xanh này nè. Điểm nhỏ trên này thôi. Dài cỡ dưới lông mình nè. Dạ rồi. 4 triệu bao ship toàn quốc, gừng mã số 5. Số 5. 4 triệu. Cụm này to lắm của chú à. Dáng rất là tự nhiên luôn của chú, cụm rừng tự nhiên. Rồi, tiếp tục anh ơi. Đây cây là cây khế chua. Hôm nay chơi cây khế này quá đẹp luôn đó. Khế này thì nó ra dáng bonsai cành gớt nè, em nuôi cũng gần năm rồi. Dạ. Ngọn này lớn à. Cái này khế này về nam mình xuống đất. Xuống đất trồng nó mới mau mau lớn ha. Trồng trên cái mô anh ha, cái bồn. Mình phanh cái bồn trồng nó mau lớn lắm. Chiều cao ông đo tới cái ngọn chuẩn nó thôi là 1m1 mà. Cho đi cái bộ tay cành nhanh. 1m1. Chiều cao 1m1. Hoành ông đo ngay eo này nó là 80. Dạ. Hoành 80. 80. Nhưng xuống cổ rễ đó là nó 119. Rồi. Chúng tôi hết hoành rễ luôn. Cây này kệ đế gom gọn đẹp lắm ha. Nó hết hoành rễ này hết thước dây nó còn 4 tấc nữa là khoảng là 1m9 đó. Tổng hoành đế nó 1m9 đó. Dạ 1m9. Cái chậu này đang nằm chậu đường kính là 90. Cái ngọn này nó cỡ bắp tay mình nè. Đó, cái khế dốc ngọn nó cạnh một đây, phong mà mình mà sao có luôn, có thể mình xài hai mặt tiền. Chữa này giờ anh em mình có thể tận dụng áp vô đây cũng được. Đó. Cái này nói chung là mặt nào chơi cũng được. Dạ. Đây con đi vòng đế cho mình xem ha. Ủa, cái đế này nó sổ khá là đều nhau anh ha. Đế đều hết. Đế sổ đều. Khế này anh em mình xuống đất là chơi trồng cái này lên tương lai lên tiền cao lắm nè. Đây mà cắt ngọn thì nó kéo vậy nè quý chú. Nó có mấy cái cành nó chặn anh ha, nó kéo cũng khá tốt. Đây kéo vô cái mồi này à, kéo rất mạnh. Anh em muốn kéo mạnh nữa anh em mình lấy nhánh này nè. Em chưa nè. Lấy cái này mình áp vô đây. Dạ. Yeah. Nó rất mau lành cái thẹo này. Còn rễ này em đang mồi rễ xuống nó ra nè. Dạ rồi. Đứng xa xa ra lấy cái tổng quát cho mình coi nè quý chú. Đây một cái khế phôi khế chua rất là già cây à. Bệ đế rất là đẹp. Nhiều đây anh ha. Còn một cái chua mã số 6 em giao lưu giá là 8 triệu, em bao ship toàn quốc, em rút cái chậu này ra ha. Đóng cái khung luôn anh hả? Cũng đóng một cái kiện để bảo vệ, để gãy cái ngọn hoặc gãy cành này mình nuôi lâu lắm. Cái này 8 triệu thôi quý chú ơi. 8 triệu bao ship toàn quốc không chậu, mã số 6. Bệ dách rất là to nở ha. Dạ rồi. Rồi tới số 7. Một cây mận. Một mận ông chủ em nói mận mận xanh xanh sữa gì đó.
hổng nó có trái, trái nó màu xanh, khi chín là nó hơi ngã đục đục chút xíu. Bông quá trời luôn anh ha. Đây nó ra đang ra bông thứ hai đây. Đang bông nhiều lắm cô chú. Mới ăn một đợt trái nè. Đây nè. Bông tượng trái rồi nè. Mới ăn một đợt trái em cho nó một nắm hữu cơ vô, giờ nó ra bông nữa nè. Bông quá trời luôn nè. Cây này thuần chậu luôn anh ha. Cây này thuần chậu. À, cô chú mà ở phố mình chơi mấy cây này thì cây này mình đem sân thượng mình chơi trái cũng được đó nè. Rất là gọn. Cây này cây thì già lắm rồi, nhưng mà có đế hơi xấu ha, đế chỉ đây nè. Đế yếu, đế nhỏ nhỏ rồi. Nói chung là đế xấu đó. Chiều cao. Chiều cao nó là 90. Dạ. Tán đường kính cái tán chỗ dài nhất như vậy. Nó là 1m15. Cái tán dài nhất 1m15. Nó cây mận này một cốt mà nó có hai thân. Rồi một cốt vậy nó là 48 nè. Dạ. Yeah. Rồi một thân đó. Một thân nó là 31. Nó đang nằm chậu tròn đường kính là 49. Rồi. Một cây mận xanh sữa. Nó khi sống thì trái nó màu xanh, khi chín thì nó hơi ngã màu trắng sữa chút xíu. Có giá là 2 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. 2 triệu thôi quý chú ơi. 2 triệu bao ship toàn quốc. Khi đi thì em ốp mấy cái cành vô vậy, lỡ có gãy một cái cành thì anh em mình thông cảm nhận giùm em ha. Nó đang phực lên bông nhiều lắm luôn à. Này chưa có rộ nữa. Khi đi thì em ốp vô vậy, em đóng cũng đóng cái khung sắt luôn, lỡ gãy một cái nhỏ thì em mình thông cảm nhận giùm em, chứ cây này đóng khung bự quá thì tiền ship nó hết cái cây luôn rồi. 2 triệu mã số 7. Cây già thường chậu đang bông nhiều, mận xưa 2 triệu thôi. Rồi tiếp anh ơi. Rồi số 8 là một cây kim quýt. Kim quýt này ông chú này em cũng nói nằm trong cái bình cụ cần này cũng 8-9 năm rồi nè. Nó em dở lên hỏng sức luôn nè. Đó. Dạ rất độc đáo luôn. Một cây kim quýt thành phẩm. Đây nhỏ nhưng mà tay cành không hề nhỏ ha chú. Đó. Cây nhỏ quýt để nuôi lên nó dạng dâm vậy nó rất là lâu năm nè. Bản thân nó đã lâu lớn rồi mà nuôi được cái dạng dâm vậy nó lâu dữ lắm. Em đo từ mặt cái bình này lên tới cái đỉnh của nó nè là 32. Dạ rồi. 32. Từ đỉnh xuống. Về mới mà đây. Từ đỉnh xuống cái cành gớt của nó là nó 49 nè. 49. Thân thì nhỏ thôi. Thân nó chỉ có hơn 8 thôi nè. Dạ. Rễ thì nằm trong đây là mình không thấy rễ xấu hoặc đẹp, chỉ có thấy có hai cọng ở trên này thôi. Chiều cao. Chiều cao từ đáy bệnh luôn lên tới ngọn luôn. Nó là 63. Rồi. Cây này muốn lấy ra muốn đập cái bình này chứ mình không có đường nào lấy được hết chứ. Cũng một cây thành phẩm hay không chú. Rất độc đáo luôn. Cầm nguyên cái này là đi nguyên cái bình luôn. Ở trong này thôi. Đặt cứng trong này rồi. Còn cây kiều quýt mã số 8. Có giá là 2 triệu. 2 triệu. Bao ship luôn cái bình vậy luôn. Cây này về anh em mình bỏ cho nó xào lá, bỏ khô cho nó xào lá. Rồi anh em mình tưới lại một cái nó ra đọt non là nó ra trái cứng cây luôn. Dạ. Cây già là trái dữ lắm. Mã số 8 2 triệu em bao ship kể cả chú bình. Chú không luôn. Có thời gian thì mình chơi mấy cây đó của chú thành phẩm luôn, không có cần phải làm gì nữa. Số 9 là một cây tùng. Một cây dạng niên tùng. Đó, cây này nó lũ hết trơn à, nó chỉ còn sống bởi cái chút xíu già thôi. Không có phần da thôi đó, nhưng mà rất mạnh nè, không hề có dấu hiệu là suy yếu ha, đang ra đột non luôn nè, đang lọc âm tập. Cái tùng này có chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh nó là 34. Đo từ cái cành bay đây tới cái thân đây nó là 33 nè, rồi nó nằm dài như thú nè, quanh thân đó, quanh thân nó là 14. cái ngọn sống của nó là cỡ cái đầu nhỏ chiếc lông mình nè, nó có hai ngọn ha. Dạ. Yeah. Đang nằm chậu vô quanh dài là lọt lòng là 32. Rồi cái tùng mã chín năm bao ship toàn quốc luôn, cái chậu luôn có giá là chỉ 1 triệu thôi. 1 triệu thôi anh, 1 hả? 1 triệu nội, cái chậu không là 200.000 nè, chậu này chậu tàu giảm giá luôn cho mình chứ, 1 triệu luôn mà tàu phát bán giá là thu hồi vốn luôn, 1 triệu kể cả chậu luôn.
rộng rất là đẹp luôn. Chạy rất là mạnh ha. Rồi, mã số 9. Số 10. Mã số 10 là cái cây quái rồi luôn, cũng 1 triệu luôn, một cái si búp hồng luôn. Cây này thì có chỉ 3 cộng rễ chính đây ha. 3 cộng rễ. 3 cộng rễ chính. Cộng này cộng dây nhôm cố định cho nó chắc rồi. 1 triệu đó thôi anh ha. 1 triệu luôn, chậu luôn, có chiều cao từ mặt chậu lên. Chiều cao từ mặt chậu lên nó là 36. Tán chỗ dài nhất về nó là 50 nè. Tán rộng nó là 30. Hoành thân thì nó dướng dây nhôm lum em đo không được, hoành thân thì nó cỡ tầm 10 mấy, 14 15 nó như 12 tính 12 đi. 12. Chỗ này tầm khoảng 12 nè, nó lớn hơn chân cái mình á, mà nó nhỏ hơn cổ tay mình. Cốt cành thì nó cỡ đầu nhỏ nhất lông mình nè. Đó. Dạ. Đang nằm chậu chữ nhật. Nó dài là 25, ngang là 16. Rồi cây mã số 10. Mã số 10 si búp hồng. Cũng 1 triệu bao ship toàn quốc kể cả chậu luôn. Rồi. 10, 11 là một cây kim quýt. Chơi cây này luôn đi anh ơi, cây này thành phẩm luôn, quá đẹp luôn. Đó, tứ này. Quý. 4 4. Nó nằm vội vàng mâm đó nè, hết biết không? Ba tay một chóp để chiếc lông vậy không gớt luôn à. Dạ. Mâm vậy đặt lên san hô hết trơn ha. Chỉ có ba tay thôi. Về mình vô có chậu đẹp rồi để bàn chơi. Chứ trái nó rất là đẹp ha. Ba tay một ngọn. Cây này cũng thần chậu. Chiều cao từ mặt bầu lên ngọn của nó là 43. Đó, từ cái tay này qua tới cái tay bên kia. Nó cũng 43 luôn nè. Đường kính cái tay này là 20. Đường kính tay lớn nhất là 20. Hoành thân nhỏ, một xíu hoành thân chỉ có 7 thôi. Hoành thân thì nó cỡ cái độn giữa cái vết lông mình. Dạ rồi. Đó, đang cô dàn dâm đó nè. Hết biết cây nhỏ mà cái dàn xương nào chứ. Buổi tối ha cũng thông cảm, mà có gì không có kết bạn Zalo thêm rồi. Cây mã số hình lại 11. Cây mã số 11 có giá là 900 ngàn. 900. Cây thay dạ, cái chậu đẹp ngắm thôi cô chú ha. Cái phần việc khó nhất thì nhà vườn đã làm hết cho mình rồi. 900 ngàn mã số 11 tới mã số 12 cũng là cây cuối cùng clip hôm nay. Một cây trung nu, cây này thì cũng có giới thiệu rồi chứ nhưng mà chưa thành giá. Mã số 12. Hôm nay anh giới thiệu lại ha, cũng có đôi chút trục trặc. Cây này em vẫn bán giá cũ à. Dạ. Cây này em không có giảm được. Cây này đẹp lắm chú ơi. Cây này 3.200.000. Cây mai chỉ thủy lá chung. Cây thì cành lớn hết trơn rồi. Mới vô lại điểm lại thôi chứ cây này cũng tương đối chơi được, mà chỉ cắt tỉa là mốt nữa lên cái vàng dâm là chơi thôi, không còn làm gì nữa. Dạ rồi. Rồi cây này có chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn của nó là 1m04. Chiều cao 1m04. Cây này một thân đặc. Dạ ra hai, một thân mẹ và một thân tử. Hoành thì nó 35 mà chiều hao cấn dây nhôm tính như là 33 đi. 33 đi. 33 đi, cấn một hai cộng dây nhôm nè. Dạ. Cây này có thẹo ha anh em. Cây này có những thẹo lúc người ta phá ra nó dạng nhiều thân, người ta phá ra làm hai thân đó. Thẹo đây. Và thẹo đây. Dạ. Bên đây thì cái thân này thì cái thân bị chèn lấy ra nè chứ không phải là thẹo. Còn dưới đây một hai cái thẹo nó sành hết trơn rồi. Thẹo này lúc cắt phôi này nó liền luôn rồi nè. Dạ. Đây vậy, thẹo liền luôn. Chung mà cây này cốt cành ở trên cũng lớn, tay cành lớn. Nu thì nhiều. Anh đoàn 1 phần 9 nó là 18 rồi. 1 9 nó 18, thân đây cũng cỡ 10, 14, 15 rồi. Dạ. Cốt cành thì nó cỡ nó chừng cái mình nè. Đây, xa xa nhìn cái bóng tán nó nhìn cũng nét đó. Duyên hết chú đó. Nó đang nằm chậu xi măng. Lọt lòng là 34. Rồi. Rồi cây này em giao lưu giá là 3.200.000. Em bao ship toàn quốc kể cả cái chậu xi măng rồi luôn. Đó, cây đi phải đóng nguyên cái kiện sắt luôn. 3.200.000. Cái chậu xi măng này em tặng anh em. Nó cũng nứt từ lưa rồi. Về có lỡ có nứt thì anh em mình chịu khó thay chậu khác giùm em á, chứ em không có đợi chậu nữa ha. Chậu xi măng. Rồi. Cây mai chú thủy lá chung là cây cuối clip hôm nay có giá là 3.200.000, em bao ship toàn quốc.
cuối luôn anh ha. Rồi, cuối clip thì cũng rất cảm ơn anh em mình đã ủng hộ em trong những clip vừa qua. Và cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em trong clip này ha, em xin cảm ơn. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Rồi em xin chào. Dạ rồi, hôm nay buổi tối ha, chú cũng thông cảm ha, có gì không rõ thì quý chú liên hệ thêm với anh Chọn giúp con ha. Con rất cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý chú những clip tiếp theo.